trong buổi sáng ngày hôm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp với Bưu điện thành phố Cần Thơ tổng kết đánh giá công tác chi trả trợ cấp xã hội, công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn thành phố năm 2021. Năm qua, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các quận huyện phối hợp với Bưu điện địa phương thực hiện chi trả trợ cấp xã hội cho 463.058 lượt đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng với số tiền khoảng 231 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả thành công đạt 98,02%. Đối với chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng, trợ cấp ưu đãi một lần, trợ cấp ưu đãi khác cho 73.154 đối tượng người có công với cách mạng với tổng kinh phí 123 tỷ 859 triệu đồng đạt 100%. Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là bưu điện cần mở rộng thêm điểm chi trả, đảm bảo tốt công tác chi trả xã hội, chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng và thân nhân theo đúng nội dung đã ký kết, chi trả tại nhà đối với những trường hợp già yếu, ốm đau, không đi được đến điểm chi trả. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bưu điện thành phố Cần Thơ thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong công tác chi trả, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, thực hiện đúng các nội dung đã ký kết. Bưu điện sẽ cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất ở các điểm chi trả, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc chi trả các chế độ qua hệ thống bưu điện.